vị hành tu nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù thế. Ngọc đế ơn trên bay, chẳng vào cung hướng nhân truyền tâm phật. Nào biết đâu lương duyên, cùng chốn sư đồ lại thấm